Ngày 19 tháng 10, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh lấy mẫu giám định để làm rõ vụ nghi đổ hóa chất lên mặt đường cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Cụ thể, tại đoạn cao tốc từ km 380 đến km 384, Công an thị xã Nghi Sơn và Phòng Kỹ thuật Hình sự đã tiến hành thu thập mẫu vật tại 5 vị trí, sau đó gửi ra Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an giám định. Trước đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải đã có đơn trình báo khẩn cấp nêu rõ dự án đường cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu được thông xe ngày 1 tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên, ngày 15 tháng 10, Tập đoàn Sơn Hải phát hiện từ km 382 đến km 384 thuộc địa phận xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn xuất hiện nhiều đoạn có sự bất thường trên bề mặt đường. Kiểm tra thực địa nhận thấy mặt đường bị đổ hóa chất màu đen, có xuất hiện một lớp nhựa trên cùng đã bị phân hủy. Một số vị trí khác, mặt đường đã bị đổ hóa chất trước đó. Khi lưu thông, lớp xe cuốn đi lớp hóa chất và lớp nhựa bị phân hủy, còn trơ lại mặt đá.